Gia đình shipper xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay 12 giờ trưa, mình mới mở app lên để bắt đầu chạy shipper Amu đây. Thì đơn hàng đầu tiên mình nhận được đó chính là dịch vụ đơn 4 giờ với 4 gói hàng, lấy hàng từ quận 11, quận 10, quận Nhất và giao hàng về thành phố Thủ Đức, chủ yếu là ở quận 9 thôi. Thì ngày hôm nay trời rất nắng, mình tranh thủ trời nắng như thế này mà chạy shipper thôi, chứ đợi tới chiều thường thường là sẽ mưa. Hy vọng là một ngày đẹp trời, đơn hàng suôn sẻ nha. Mà dịch vụ đầu tiên lại là đơn 4 giờ nữa. Thôi thì tới nơi xem hàng như thế nào. Tổng 4 đơn này, tiền ship là 145, tiền ấn hàng là 300k. Để mình coi hàng ấn hàng như thế nào. Nói chung, cái đơn hàng nào ấn tiền thì mình hãy gọi điện thoại trước cho người nhận, thì chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi. Không mua thì mình hủy đơn ngay lúc đó luôn. Còn nếu có mua hàng thì cứ đi giao. Rồi, bây giờ tới nơi rồi, xem hàng là gì đây. Đơn 4 giờ phân biệt bằng cách thứ tự là A, B, C, D, giống như là lấy hàng ở điểm A thì giao cho người nhận ở điểm A. Thì đây chính là điểm A đầu tiên mình nhận được. Số tiền cần thu là 35.000, có nghĩa là mình hỏi tiền ship ai là người trả đâu mọi người. Lấy đơn hàng 4 giờ em ơi. Ship ai trả vậy? Đúng rồi, để anh kiểm tra lại nha. Vì shop nói rằng tiền ship người nhận sẽ là người trả, mình lấy cái bút ra đánh dấu lại cái đơn hàng này là địa điểm A và 35k là sẽ thu người nhận tiền ship. Lát nữa mình đi giao hàng tới nơi mình thấy được chữ A 35k là mình nhớ thu người nhận 35k, chứ 4 gói hàng mà không để ý là mình lộn nha mọi người. Lấy đơn 4 giờ đi Nguyễn Vinh đó, Thủ Đức đó. Rồi. À, 350 hả? Là thu cái 400 mà. Hả? 350 hả? 350 hả? À vậy anh nhắn lộn cái gì em thu khách đơn 4 350 cộng ship đi, cộng thu khách 400 đi. Trên app do anh khách đã nhắn sai thì bây giờ mình sẽ ghi vào cục hàng này là điểm B 400k. Như vậy thì mình sẽ thu người nhận 400k, đơn giản dễ hiểu vậy thôi. Đến điểm C lấy hàng thì nhìn trên app thấy số tiền cần thu là 35k, cũng hỏi tiền ship ai là người trả thôi. Lấy đơn hàng 4 giờ em ơi. An Phú Thủ Đức Sun Avenue gì đó. Ba mươi lăm ngàn. Đơn hàng này do shop đã trả tiền ship rồi thì mình chỉ cần ghi chữ C để mình nhớ đây là điểm C và giao hàng cho khách thôi, không thu tiền gì cả. Quận 9 đúng không chị? Tiền ship ai trả gì hả? Tiền xe á? Mình ghi trả. Phí ship 41k. Chị gái nói rằng người nhận trả thì mình ghi chữ D, sau đó ghi 41k để lát nữa thu tiền người nhận thôi. Nói chung phải ghi lại để khỏi lộn với đơn hàng khác. Đây chính là những cục hàng 4 giờ của mình. Hai đơn hàng này khá to nha mọi người. Bịch trái cây và một bịch sắt này khoảng từ 5 đến 10 kg, chắc gần 10 kg luôn á. Bịch này cũng gần 7 kg rồi. Còn đây thì hai bịch hàng này nhỏ gọn. Tất cả được mình đánh dấu ABCD rồi. Tiền ship, chỗ nào có thu tiền thì mình sẽ ghi thu tiền. Chỗ nào không thu tiền thì mình ghi chữ thứ tự thôi. Nói chung là đơn giản là vậy. 4 đơn, 4 gói hàng của đơn 4 giờ đã lấy hàng xong. À, bây giờ đi giao hàng thôi. Nếu các bạn cẩn thận hơn là những đơn hàng có ứng tiền, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho khách ha. Còn những đơn hàng thậm chí là gọi hết luôn cũng được. Nói chung ai cẩn thận quá, mình thì đi giao luôn. Rồi, ok. Quận 2 đang tiến. Nắng chang chang vậy, hy vọng đừng mưa được rồi. Ba mươi lăm ngàn thì ship rồi. Đây chị ơi. Dạ cảm ơn chị.
giao hàng chị Linh nè. Trái cây đồ 41.000. Dạ. Nặng. Cho khui em cái. Sau xong cái đơn đó thì mình là tiếp tục ra một đơn dịch vụ đơn 4 giờ. Lần này tới 6 gói hàng luôn. Lấy hàng ở Thủ Đức quận 2 cũng gần đó thôi. Giao hàng thì lại giao về quận nhất, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Trời ơi, đi nửa thành phố luôn rồi. Thôi thì có đơn hàng nào, mình đi đơn hàng đó vậy. 6 gói hàng này, tổng phí ship là 178 ấn 232.000. Rồi, mình đã tới nơi rồi nè. Bây giờ tới nơi, lấy hàng điểm A đầu tiên thôi. Cái đơn đầu tiên cũng là đơn ấn tiền 232.000 luôn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy chú Long ra, ghi lại chữ A và 232k. Bởi vì tiền ship được thanh toán qua app rồi, chỉ đơn giản thu tiền hàng thôi. Tới nơi thì thu 232.000, không cần hỏi nhiều. Lên đơn. Điểm B lấy hàng này, trên app hiển thị số tiền cần thu là 41k. Mình sẽ hỏi tiền ship ai là người trả thôi. Đây là 4 giờ chị ơi. Đây là 4 giờ đi Tân Phú á. Lấy đơn hàng 4 giờ Tân Phú, Lê Sát Tân Phú. Ship ai trả chị? 41.000. Mới có 2 cục thôi mà nó gần đầy cái túi nhiệt rồi. Lấy đơn hàng đi Hồ Bị Chánh á. Xếp ai trả vậy? Bên kia trả. Hai bạch vậy đúng không? Dạ. Lấy đơn hàng 4 giờ đi Trường Sơn em ơi. Đơn hàng 4 giờ đi Trường Sơn Tân Bình. Hai cái này à? Dạ. Ship ai trả vậy em? Tiền ship ai trả? Em trả. Em mới để đi. Để đây đi. Anh giác cho. Mới có 4 cục hàng thôi mọi người. Mà đã gần hết chỗ để rồi nè. Chà, còn 2 cục hàng nữa. Không biết bự hay là nhỏ đây. Đấy là hàng 4 giờ em. Đi Mai Mai Thị Lụ ở Đa Cao quận nhất á. Kim thao tiền. Đơn này khách đã trả tiền rồi, chỉ cần ghi chữ E thôi. Rồi, đi giao hàng thôi. Lấy đơn hàng 4 giờ đi Phổ Quang Tân Bình đó. Như vậy thì 6 gói hàng đã được lấy hết rồi. Cái cảm giác mà lấy hàng hết của đơn 4 giờ rất là thoải mái nha. Các bạn có thể nghĩ là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Đơn 4 giờ thì giao hàng trong vòng 3 tiếng đồng hồ lận, là mình cứ thoải mái mà đi giao. Mà các điểm giao hàng này là những điểm quen thuộc ở khu vực trung tâm như là quận nhất, quận 3, Phú Nhuận, Bình, Tân Bình, Tân Phú. Đều là những con đường quen thuộc mà mình biết hết rồi. Cứ thế mà chạy đi giao hàng thôi. Đơn hàng ấn tiền thì đã gọi cho khách, khách cũng đã ok. Thậm chí đơn hàng đầu tiên mà giao luôn cũng chính là nó nữa. Và bây giờ mình cứ đi giao hàng thôi. Rồi rồi. Rồi ok anh.
trà sữa em. Trà sữa nè, tiếng này. Ba... ơi, không lấy rồi. 36 ngàn. Cầm anh đi. Cái đó dính đá nữa hơn dạy nước á. Đá cho nước nè. Nhập đến được thành lại cái. Rồi ok em. Ok chị. Lấy giùm em. Nhẹ hiệu à chị. Dạ. Cảm ơn chị. Ở đơn hàng tiếp theo là một đơn thương mại điện tử Shopee giao hàng từ Tân Phú về Tân Bình. Phí ship là 22k, hành toán và phí AMU rồi. Náp hiển thị là thu hộ 273k, có nghĩa là mình giao qua người nhận thu tiền 273k và nộp lại qua phí AMU là ok. Đây Shopee á, đi bọc bầu cát á. Ok, hóa đơn đâu mày? Trống à. Rồi ok em. Các bạn hay hỏi mình làm sao phân biệt được đơn nào là Shopee, đơn nào là Lazada. Đơn Shopee thì chỉ có mã này thôi. Còn đơn Lazada thì sẽ mô tả sản phẩm cụ thể là hàng hóa gì cho mình biết nha. Điều quan trọng nhất đó chính là khi giao hàng đơn thương mại điện tử chúng ta luôn chụp ảnh xác thực. Hóa đơn có chữ ký khách hàng nha. Em mới gọi khách chưa? Một đơn hàng từ Lotte Mart Cộng Hòa giao về Hồng Hà Phú Nhuận. Bởi vì mình đều hướng áp về Phú Nhuận nên dù hàng có to chút xíu mình cũng chạy đỡ hơn là đi xe không về. Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi. Lúc này thì trời vẫn còn nắng, nhưng ở phía chân trời có rất là nhiều mây đen. Không biết chiều nay có mưa hay không, nhưng đơn hàng này đã về đến quận Phú Nhuận nhà mình rồi. Thôi thì mình nghỉ luôn, kết thúc video tại đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy luôn ủng hộ Dinh Shipper cho mình một like, một bình luận và đăng ký kênh để có động lực tiếp tục quay video cho mọi người nha. Vừa shipper vừa quay YouTube thôi.